Honda BRV 2023 lộ giá bán trước ngày ra mắt, rẻ hơn cả Expander và Stargazer. Với mức giá dự kiến chỉ 458 triệu đồng, Honda BRV 2023 có thể khiến các đối thủ trong phân khúc MPV 7 chỗ phải dè chừng. Vào tháng 11 tới đây, Honda BRV 2023 sẽ chính thức ra mắt tại thị trường Philippines. Hiện tại một số đại lý đã hé lộ giá bán của mẫu MPV này, với mức khởi điểm từ 1 triệu 100.000 peso, tương đương 458 triệu đồng. Trước đó, Honda BRV 2023 cũng đã trình làng tại Thái Lan, với hai phiên bản là E và L cùng mức giá lần lượt là 915.000 baht, khoảng 599 triệu đồng và 973.000 baht, 637 triệu đồng. Về thiết kế, Honda BRV 2023 có ngoại hình được lấy cảm hứng từ concept N7X. Do đó, mẫu MPV 7 chỗ của Honda sở hữu thân hình bề thế như một mẫu SUV. Phần đầu xe của Honda BRV 2023 được trang bị lưới tản nhiệt mới với nẹp mạ chrome solid wing đặc trưng, cùng cụm đèn pha dạng LED và dải đèn định vị LED với tạo hình chữ L. Dọc bên thân, đường gân cơ bắp kéo dài từ đèn pha đến đèn hậu. Đèn hậu LED thiết kế mới, gần giống Honda CR-V, cản sau kiểu dáng đơn giản, đèn định vị đặt ngang thay vì đặt dọc như N7X concept. Vành xe họa tiết mới, thiết kế hai tông màu. Nội thất BRV 2023 gây ấn tượng với những trang bị đáng chú ý như màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 7 inch tích hợp Android Auto và Apple CarPlay, bảng đồng hồ với màn hình màu TFT. BRV 2023 còn có tính năng khởi động máy từ xa, cửa tự động khóa khi người lái ra khỏi xe, gương có đèn bên ghế phụ lái, bệ tỳ tay cho hai hàng ghế đầu và ổ điện cho cả hàng ghế cuối. Đặc biệt, Honda BRV 2023 tại Philippines nhiều khả năng sẽ được trang bị tiêu chuẩn gói công nghệ an toàn Honda Sensing tiên tiến. Gói công nghệ an toàn này bao gồm hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, giảm thiểu trạch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, phanh giảm thiểu va chạm phía trước và cảnh báo khi phương tiện phía trước chuyển bánh. Cung cấp sức mạnh cho Honda BRV 2023 là khối động cơ xăng 1.5 lít DOHC, IVTEC với công suất 119 mã lực và moment xoắn 145 Nm. Điều này đồng nghĩa với việc Honda BRV 2023 sẽ trở thành mẫu xe mạnh nhất trong phân khúc MPV tại thị trường Philippines.